đây là một con súp khủng mà rất là nhiều bác đang tìm. Chiếc súp RH đến từ Mỹ. Đấy. Các bác này, em đã tháo ra. Đây là một con súp rất là khủng. Tại sao em nói là khủng? Một quả súp 50. Thứ nhất, thùng rất là to. Cái thứ hai, công suất nó cũng rất là lớn. Các bác có thể thấy. RH Red Cool Henny. Đấy. USA, con này là của Mỹ xịn các bác nhá. 8 ohm. 1400W. Rất là khủng các bác ạ. 1400W. Quả súp này thì công suất nó sẽ lớn hơn những cái quả súp JBL trên thị trường các bác nhiều và giá thành nó hợp lý hơn. Đấy. Bao các bác đánh khủng hơn, gấu hơn những quả súp JBL các bác đang mua với giá khoảng 20 triệu. Được chưa? RH. Đây là cái lưới em tháo cho các bác này. Riêng cái lưới này khoảng 3 cân đến 4 cân, nó rất là dày. Các bác nó rất là dày các bác ạ. Cái lưới này nó khoảng 4 ly, bình thường các bác cái lưới nó chỉ khoảng 1 ly rưỡi 2 ly thôi, nhưng cái lưới này nó phải dày tầm 4 ly. Rất là cứng và nặng, 3 đến 4 cân cái lưới này rồi. Cái thùng các bác nhá. Cái thùng này. Thùng này, đây các bác nhìn cái súp các cái dòng loa xịn Mỹ xịn thì các cái viền của nó đều là bằng kiểu cao su này. Đấy. Cái viền bên ngoài cái thùng này nó phải dày đến 4 phân các bác ạ. Đây nhá, một phần ngoài này và 3 phân bên trong, các bác nhìn không, khoảng 4 phân gỗ. Và cái thùng này nó nặng đâu đấy, cả cái loa này, cả cái thùng này nó nặng đâu đấy khoảng tầm 65 cân đến 70 cân một quả này. Sâu thăm thẳm, chiều sâu của cái thùng này là 80 các bác nhá, sâu 80 phân, cao 80 phân và rộng 55 phân. Các bác thấy một quả súp nó khiếp không, một quả súp đơn mà nó khiếp không. Đây cái lỗ thông hơi này của nó thì đúng là phải cả một đứa trẻ con chui vào trong này vừa luôn. Cái lỗ thông hơi. Đấy. Nên tại sao em nói đây là một chiếc súp cực kỳ khủng. Đây, hàng bãi về thì nó cũng bong tí sơn này, cái này chấm tí sơn mà đẹp long lanh. Nói chung là đến tay các bác thì bọn em đều phải tuốt ta sơn xì lại đẹp long lanh cho các bác luôn, không phải suy nghĩ. Đây là chưa tuốt ta gì nó đẹp như này là quá ok. Một quả súp quá đẹp, quá ok luôn. Đấy. Khủng khiếp. Đây là bát. Bát thì sử dụng cái bát này, em nhìn qua này em biết là bát của 18 sao, nhưng mà bát này là bát của bát của hãng RH này, nó phát triển riêng, nó nhờ 18 sao đặt và phát triển riêng. Đây các bác nhìn này, cái màng của này nó cực kỳ giống màng JBL các bác nhá, màng cực kỳ giống màng JBL. Đấy. Bác nào mà chơi các súp tây ý, thì các bác có thể biết đến cái thương hiệu Carling. Carling nó cũng sử dụng cái bát này rất là nhiều và rất đắt tiền. Cái súp Carling thì nó đắt ngang với cả những cái súp tầm cỡ như Adamson luôn, chứ nó không phải là đắt như mấy con súp JBL. Đây các bác nhìn này, hoa cực chất một. Bát này nóng bát rất sâu các bác nhá, nóng bát rất sâu. Đây này, từ dưới đít bát lên đến đầu bát nó khoảng phải tầm 24-25 phân. Nóng bát rất sâu và rất đẹp, hoa rất đẹp. Zin xịn 100% cho các bác luôn. Quả này các bác về nhà các bác đánh thì đây bên cạnh nhá, bên cạnh này hai cái tai này, hai cái tai sách này. Ngày trước em cũng có một chiếc này rồi và cái giá ngày trước em bán đâu đấy khoảng 20 triệu một cái. Mấy bác mua về các bác bảo đánh thực sự là phê các bác ạ, thực sự phê. Đấy, hôm nay em có chiếc này em bán cho các bác với giá là 15 triệu một cái, được chưa? 15 triệu một cái này. Không có gì phải chê trách về trên cái quả này. 15 triệu một quả các bác nhá. Thực ra là súp tây 15 triệu thì các bác bây giờ các bác đang tìm kiếm được súp gì? Nó khó lắm. 15 triệu các bác cũng chưa mua được Koda. Đấy, nhưng mà con này đánh thì tiếng mềm mại và êm ái hơn Koda. Koda đánh nó chắc. Đấy, chắc, nhưng mà con này đánh mềm mại hơn. Sâu hơn. Đấy. 15 triệu mua được súp gì nhỉ? Mua được mấy quả súp Fighter. Mấy quả súp Fighter Trung Quốc. Sản xuất tại Trung Quốc nhưng con này sản xuất tại Mỹ thật. Mỹ xịn luôn. Đấy. Thì cũng không thể nào so sánh được bọn này được. Bọn này thì nó vượt trội hơn. Bọn này thì nó xịn hơn, vượt trội hơn. Nhiều khi các bác cứ phải thích là Fighter nó mới đẳng cấp. Fighter thì so với cả 18 sao thì nó cũng cùng đúng không? So với BNC thì nó cũng cùng ngang ngang thôi. Đấy, nhưng mà những cái thương hiệu mà nó phát triển cái bát riêng này thì nó rất là đắt đỏ. Rất là đắt đỏ luôn. Nó đánh thì sâu lắng và cực hay. Bây giờ em sẽ đi nắp em test cho các bác xem nhé. Em sẽ bật thử một chút nhạc cho các bác nghe thử nhá. Súp này đánh hay lắm. Nó đấm gần như rất là êm. Cái tiếng nó rất là êm.
đánh giá độ êm so với cả con nói M1200 của Lexo xịn kia nó còn hay hơn các bác nhá. Bán quả này 15 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu alo cho em.